Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Suzuki Viva dọn tuyệt đẹp với cái dàn đồ chơi hoàng gia. Vốn là mẫu xe số đầy danh tiếng ở thị trường Việt Nam qua rất nhiều năm, Suzuki Viva FE lại lần nữa khẳng định được danh tiếng khi được biết đến như cái mẫu xe số tiết kiệm điện tốt nhất hiện nay. Không chỉ thấy chiếc xe càng trở nên ấn tượng hơn rất nhiều khi được một dân chơi xe ở trong nước dọn lại với một loạt món đồ chơi cực kỳ chất. Vốn là mẫu xe số đầy danh tiếng ở thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua, Suzuki Viva FE một lần nữa khẳng định được tiếng tăm của mình khi biết đến là mẫu xe số tiết kiệm điện tốt nhất hiện nay. Cái mẫu xe này được chọn lại với một số món đồ chơi như đồng hồ Koso ASF. Đây là một sản phẩm mới nhất của Koso với rất nhiều tính năng độc đáo, như đo được cả cốc lái hoàn toàn bằng LCD nên cái thành của nó làm nhiều người chỉ dám mơ ước. Cùng với đó là tập bao tay Domino đầy giá trị. Cái chiếc xe này được khoác trên mình một cái dàn áo tem đấu rất nhiều màu sắc, vô cùng cứng cáp, liền lạc khi kết hợp cùng với bộ mâm của Sonic gần cái tem đấu trùng với cái màu áo ở phần dàn xe. Cái hệ thống keo đầy sang chảnh chế phục Harley, cùng với đó là cái bộ thắng đĩa sau giúp cho xe chính mình an toàn hơn di chuyển ở trên đường phố. Suzuki FE với một cái bản độ cực kỳ kinh khủng. Suzuki FE là một cái dòng xe con trai của hãng Suzuki. Từ lúc xuất hiện FE đến nay nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của những người yêu xe con trai trên toàn quốc và cả đông đảo ở thị trường Đông Nam Á. Một biker đam mê cái dòng là Hybridborn đã tạo ra một bản độ là cực kỳ sang chảnh với rất nhiều món đồ chơi hiện đại đi cùng, làm cho xe trở nên là không chỉ đẹp dài mà còn cho tốc là phải nói rất tốt so với các dòng xe khác. Với nhiều trang bị giá trị làm cho cái chiếc Suzuki FE này trở thành một con quái vật với nhiều vũ khí nguy hiểm. Có bộ Titan chỉ màu tự nhiên với nhiều khúc tự như một thanh kiếm trong các phim học viễn tưởng. Có thắng Rainbow Bridge, chiếc bình dầu rời CNC nguyên khối đến tận hiệp AM, đi cùng cái cụm tăng Domino, bao tay Domino, Gu Prisma. Cái góc này còn khủng hơn khi xe được trang bị cái cụm công tắc Domino, trợ lực Magic siêu sang cảnh giúp vận động ổn định hơn khi dùng độ cao. Ta thấy toàn cảnh được cái đồng hồ Koso ASF cái hàng mới giá thành khiến nhiều người phải bỏ chạy, được tích hợp rất nhiều tính năng nổi bật, nhất là chức năng đo được cái độ nghiêng và cốc lái của xe. Cái phục sao đi trên bình dầu rời chiếc cam màu xanh đặc trưng sản phẩm của Nhật Bản, theo người chủ chia sẻ đây chỉ mới là 60% thôi so với cái dự định đòn độ toàn bộ cái chiếc xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.